liêu danh ngàn sau. Đầu xuân vang chiến thắng ký dấu năm nào, đoàn quân vua Quang Trung đã ghi công đầu. Giặc phơi thay như núi không chỗ nương đâu, diệt quân Lê Triều Thông bắt nước cho Tàu. Đoàn quân reo hò vang lên tiếng ngựa phi, truyền quân như thần tốc phu xuân ra ba, để chôn quân thanh trên đống đa cổ thành. Giặc chen chân phò tôn suy nghĩ chạy trốn, để vua quan giặc thành khiếp vía kinh hồn. Hàng ngàn năm qua giặc phương Bắc núi mộng xâm lăng, thức tình dân ta quyết cùng nhau gìn giữ cõi bờ. Nguyên Huệ Quang Trung người áo vai anh hùng bách chiến, vất cao ngọn cờ để cứu nước gìn giữ non sông. Vua Quang Trung lên ngôi hoàng đế, Bắc Bình Vương từ đất Bình Định, chân ngọc hồi đông đa lưng muôn thơ, niềm tự hào dân tộc Việt Nam. Chỉ 4 năm lên ngôi, vua Quang Trung danh ngang hàng thiên tử. Ngài đã hiên ngang xin cầu hôn công chúa của vua Tàu. Ngài còn cho đòi đất tổ tiên lương quang, và bỏ tục công nạp người vàng thế liêu thang. Những than ơi vận nước mong xa vời, ngài về trời đột ngột giữa giang giặc Tàu để cứu lấy quê hương. Việt Nam anh hùng xưa lưu danh ngàn sau, đầu xuân vang chiến thắng ký dấu năm nào, đoàn quân vua Quang Trung đã ghi công đầu. Giặc phơi thay như núi không chỗ nương đâu, diệt quân Lê Triều Thông bắt nước cho Tàu. Đoàn quân reo hò vang lên tiếng ngựa phi, truyền quân như thần tốc phu xuân ra ba, để chôn quân thanh trên đống đa cổ thành. Giặc chen chân phò tôn suy nghĩ chạy trốn, để vua quan giặc thành khiếp vía kinh hồn. Hàng ngàn năm qua giặc phương Bắc núi mộng xâm lăng, thức tình dân ta quyết cùng nhau gìn giữ cõi bờ. Nguyên Huệ Quang Trung người áo vai anh hùng bách chiến, vất cao ngọn cờ để cứu nước gìn giữ non sông. Vua Quang Trung lên ngôi hoàng đế, Bắc Bình Vương từ đất Bình Định, chân ngọc hồi đông đa lưng muôn thơ, niềm tự hào dân tộc Việt Nam. Chỉ 4 năm lên ngôi, vua Quang Trung danh ngang hàng thiên tử. Ngài đã hiên ngang xin cầu hôn công chúa của vua Tàu. Ngài còn cho đòi đất tổ tiên lương quang, và bỏ tục công nạp người vàng thế liêu thang. Những than ơi vận nước mong xa vời, ngài về trời đột ngột giữa giang.